chương 481, kiểu nào cũng được. Lê Văn Vân lái xe đi trên đường cao tốc, phóng với tốc độ như bay. Ước chừng một tiếng rưỡi trôi qua, khoảng 10 giờ tối, Lê Văn Vân mới đến nơi. Anh đỗ xe ở bên đường và thấy rằng nơi này tương đối trống trải. Mình đi nhầm rồi chăng? Lê Văn Vân nhìn quanh, không tìm thấy vị trí của đám người phùng vĩ, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Một lúc sau, có ba người đi về phía Lê Văn Vân, sau khi đánh giá lê văn vân từ trên xuống dưới họ hỏi anh là lê văn vân đúng không là tôi lê văn vân sờ mũi và nói to gan lớn mật đấy dám đến đây một mình người kia lên tiếng hỏi ông cụ long đã nói với anh như thế nào vậy lê văn vân cũng cười nói ông ấy nhờ tôi giúp ông ấy đến cứu cháu gái ông ấy không thể rời khỏi yên kinh được cả ba người đều nghi ngờ họ đang đeo tai nghe một giọng nói phát ra từ tai nghe, kiểm tra xe của cậu ta xem trong xe có đồ vật gì không. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ dao động, xem ra đích đến không phải nơi này. Ba người gật đầu nói, anh thành thật chút đi, nếu dám ra tay với chúng tôi thì đến lúc đó Long Nhã Lâm xảy ra chuyện thì đừng trách chúng tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lê Văn Vân mỉm cười với họ và nói, tôi rất thành thật. Cả ba bước đến bên cạnh xe mở cửa kiểm tra thì thấy phá không và vô danh ở ghế sau, một người nói vào tai nghe anh ta dùng vải quấn hai cây đao. Được rồi, thu đao của anh ta và đưa người tới đây, Phùng Vĩ cười gần nói. Một trong ba người cầm dây thường đi đến bên cạnh Lê Văn Vân nói, tốt nhất anh nên phối hợp đi, nếu như Long Nhã Lâm xảy ra chuyện gì thì không hay đâu. Tôi sẽ hợp tác mà, mấy anh muốn trói đảng trước hay đảng sau? Lê Văn Vân hỏi. Lần này, ba người đều kinh ngạc. Thật ra ba người bọn họ bị phái đi đón Lê Văn Vân nhưng đều rất lo lắng, họ đã nghe nói đến chuyện trong bữa tiệc kia, cũng biết Lê Văn Vân là đỉnh cấp nên chắc chắn họ không thể địch nổi. Họ lo lắng rằng nếu Lê Văn Vân thực sự ra tay với họ thì có thể ba người họ sẽ gặp nạn. Cuối cùng, điều mà họ không ngờ là Lê Văn Vân lại hợp tác đến vậy. "Kiểu nào cũng được, người cầm sợi dây với hắn giọng nói. Vậy phía trước đi, Lê Văn Vân chủ động đưa tay ra. Sau khi ba người cột chắc dây xong, họ lại bịt mắt Lê Văn Vân, rồi đưa anh lên xe và nói, lên xe đi, tôi đưa anh đến đó ngay. Đừng hòng dở trò, nếu không Long Nhã Lâm. Tôi đã hợp tác đến mức này rồi, còn có thể dở trò gì nữa. Lê Văn Vân cười nói, đừng lo lắng, mấy người đều rất an toàn. Mặt ba người hơi đỏ lên, sau đó khởi động xe. Bên kia, trong cái sân đổ nát có khoảng 10 người đang đứng. Ba người phùng vĩ, Liễu Vân Sơn, Hầu Diệu Trần đang ngồi trước điện thoại di động, qua tai nghe truyền đến giọng nói của Lê Văn Vân và ba người kia rất rõ ràng. Thằng nhóc này rất tự tin, Hầu Diệu Trần nói, tôi nghe thấy giọng điệu của nó đã tức lên rồi. Chương 482, đừng nôn nóng. Sau khi bị đưa vào, phía sau Lê Văn Vân có tiếng đóng cửa vang lên. Cùng lúc tấm khăn bịt mắt được gỡ bỏ, Lê Văn Vân chớp mắt. Trong sân này có mấy ngọn đèn nên anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của mọi người ôi còn có thu hoạch bất ngờ nữa này, Lê Văn Vân hớn hở nói. Anh không ngờ rằng hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn cũng ở đây. Anh vẫn luôn muốn tìm hầu Diệu Trần gây rối nhưng vì nhiều nguyên nhân mà cuối cùng không thể thành công. Không ngờ lần này chính hầu Diệu Trần lại chủ động dâng tới tận cửa. Em trông chừng cô ta cho kỹ, anh đi lên trước xem. Phía sau Phùng Cảnh Thiên nói với Phùng Tịnh Vũ. Sau đó anh ta không còn đứng bên cạnh Long Nhã Lâm nữa mà đi lên phía trước xuyên qua đám người phùng vĩ rồi bước đến chỗ lê văn vân giơ tay lên vỗ vào mặt lê văn vân rồi nói thằng nhóc không phải mày ngung cuồng lắm sao có nhìn thấy vết thương trên mặt tao không hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm lần lê văn vân nhíu mày anh đã nhìn thấy long nhã lâm thấy cô ấy không có chuyện gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm khi long nhã lâm nhìn thấy lê văn vân vẻ mặt của cô ấy hơi thay đổi cảm thấy hơi kỳ lạ cô ấy không ngờ rằng lê văn vân sẽ đến giải cứu mình hơn nữa còn chỉ đến một mình cô ấy và lê văn vân chỉ mới gặp nhau có một lần mà thôi lê văn vân anh mau chạy đi cô ấy hét to lên họ không dám làm gì tôi đầu kêu cậu ta chạy à đã muộn rồi phùng vĩ lạnh lùng nói lê văn vân nhìn phùng vĩ sau đó suy nghĩ rồi nói mục tiêu của mấy người là tôi phải không nếu tôi đã đến rồi thì hãy thả long nhã lâm đi sắc mặt của Phùng Vĩ hơi thay đổi, ông ta nói, lòng ưng đài đã nói rõ với cậu rồi hà. Thế mà cậu vẫn bằng lòng tới sao? Lê Văn Vân cười nói, oan có đầu, nợ có chủ, mấy người muốn đối phó với tôi thì không cần thiết phải lôi một cô gái vào như vậy đâu. Ha ha, Liễu Bạch cười lớn tiếng rồi gần giọng nói như thể mình là một người chính nghĩa lắm vậy đó, đúng là nực cười. Phùng Vĩ khẽ cười nói, đừng nôn nóng, lát nữa chúng tôi sẽ tự mình đưa long nhã lâm toàn vẹn trở về giao cho ông cụ long còn bây giờ chúng ta hãy từ từ nói chuyện nào trái tim của lê văn vân lệch đi một nhịp vốn dĩ ban đầu anh tưởng rằng nếu long nhã lâm rời đi trước thì anh có thể an tâm thể hiện tài năng nhưng hiện tại long nhã lâm vẫn ở nơi này thì anh sẽ bị khống chế lê văn vân anh mau đi đi long nhã lâm sốt ruột nói lúc này hầu diệu trần chủ động đi về phía trước ông ta nhìn Lê Văn Vân rồi giơ tay lên tát Lê Văn Vân. Sắc mặt Lê Văn Vân khẽ thay đổi, cả người ngả về phía sau tránh được cái tát của Hầu Diệu Trần, sau đó lùi về sau hai bước. Hầu Diệu Trần cao mày, sau đó nói sang một bên, trói cả hai chân của cậu ta lại. Đứng im, không được nhúc nhích, nếu còn nhúc nhích thì tao không chắc sẽ làm gì lòng nhã lâm đâu. Vóc dáng này trông thật hấp dẫn qua đó. Phía sau Phùng Tịnh Vũ nói. Lê Văn Vân cao mày. Thực tế, đó là điều khiến anh lo lắng. Dựa vào vị trí thứ tư trong địa bảng thì Phùng Vĩ muốn đưa họ đến thành phố tội ác cũng sẽ sống những tháng ngày rất tốt đẹp. Mà thành phố tội ác có quy tắc riêng, ngay cả người gác đêm cũng khó nhúng tay vào. Anh thở dài và đành phải đứng im. Nhìn thấy Lê Văn Vân như vậy, lòng Nhã Lâm cắn răng nói, "Lê Văn Vân, tôi và anh không quen biết nhau, anh không cần thiết phải đối với tôi như vậy. Anh đi mau đi, cầu xin anh đó." Chương 483 làm sao bây giờ? Phùng cảnh thiên vốn đã xông tới trước mặt Lê Văn Vân, sửng sốt quay đầu lại hỏi, bố, sao vậy? Đám người Liễu Vân Sơn cũng nhìn Phùng Vĩ. Tay cầm hai thanh đạo của Phùng Vĩ khẽ run lên, ông ta nhìn vào tay cầm của hai thanh đao, trên đó có khắc hai cái tên là đoạn đao phả không và trường đao vô danh. Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn không biết nhiều về người gác đêm, họ không hiểu thế giới ngầm cho lắm nhưng họ biết có sự tồn tại của người gác đêm. Trong một lúc, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra phùng vĩ nhìn lê văn vân ánh mắt đầy kiêng kỵ nói lê văn vân cậu rốt cuộc là ai ông nói xem lúc này trên mặt lê văn vân nở một nụ cười rạng rỡ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy phùng vĩ ông cũng đừng chơi trò đánh đố nữa liễu vân sơn cũng cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng thấp giọng nói phùng vĩ nhìn vào hai thanh đao trong tay và nói hai thanh đao này một thanh tên là Phá Không, một thanh tên là Vô Danh, chúng đều nằm trong 10 vũ khí hàng đầu. Chúng, chúng đã từng thuộc về người Gác Đêm số 0. Cái gì? Ngoại trừ vẻ mặt mờ mịt của Liễu Bạch, lúc này trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người Gác Đêm số 0 đã từng gây chấn động toàn bộ thế giới ngầm. Mặc dù Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn không biết hay chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn nghe đến danh tiếng của người này. Tôi phải nghĩ ra từ lâu mới phải phải nghĩ ra từ lâu mới phải. Tuổi trẻ mà tài cao như thế, ngoại trừ số không của người gác đêm ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Phùng Vĩ run rẩy nói. Ở phía sau, Long Nhã Lâm cũng trầm mặc, hai mắt ngây dại nhìn Lê Văn Vân. Tên này chính là số 0 của người gác đêm, số không đã từng khiến cả thế giới ngầm run sợ. Không ngờ anh còn trẻ như thế mà lúc anh nổi tiếng cách đầy 6 năm, 6 năm trước đã đạt tới vị trí đỉnh cấp rồi ư. Trên thế giới này, Đối với những người luyện võ thì thứ mà họ kiêng kỵ nhất chính là chọc vào người gác đêm, ngoại trừ kẻ thù đối đầu của họ là Hồng Nguyệt. Họ không bao giờ có thể ngờ rằng Lê Văn Vân lại là người gác đêm, hơn nữa lại còn là số 0. Người có tên, cây có bóng, chỉ cần là danh hiệu số 0 của người gác đêm này thôi cũng đã khiến Phùng Tịnh Vũ và phòng cảnh thiên sợ hãi đến mức không thể tin được. Khi Phùng Vĩ dạy dỗ họ, ông ta đã nhắc đến cái tên này không biết bao nhiêu lần và ông ta cũng nói với họ rằng người này mạnh đến mức nào. Bây giờ, người này lại đang đứng ngay trước mặt họ. Lê Văn Vân vẫn đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, anh không cảm thấy gì với sự kinh ngạc của những người này. Làm sao bây giờ? Rõ ràng Liễu Vân Sơn hơi hoảng hốt. Địa vị của ông ta ở Lâm Hải rất cao, bởi vì ông ta là đỉnh cấp nên không ai muốn trêu chọc ông ta. Nhưng ông ta cũng không dám trêu chọc người gác đêm, trong thời gian ngắn ngủi, ông ta không biết phải làm gì. Phùng Vĩ nhìn Lê Văn Vân, ông ta cắn chặt răng, sau đó đột một rút đao ra, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn nói, chuyện đã đến mức này, vậy cứ giết chết người này đi rồi chúng ta đến thành phố tội ác, cùng lắm thì nương tựa vào Hồng Nguyệt. Giết, Liễu Vân Sơn sợ hãi. chương 484, đừng nói nhảm. Đúng lúc này, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên bốc lên từ trong cơ thể Lê Văn Vân, một tay của anh chụp lấy, lập tức đoạn đạo phá không bay ra khỏi vỏ rồi lao thẳng tới chỗ Lê Văn Vân một tay cầm đao bất ngờ chém mạnh về phía trước phía trước mặt phùng vĩ lộ vẻ kinh sợ theo bản năng nghiêng người qua một bên đao phá không kề sát mặt phùng vĩ rồi lao đến phía đằng xa bum đao phả không lao thẳng đến cây cột chói long nhã lâm một đạo cắm phập vào cây cột cây cột lập tức bị chém ra làm hai đoạn ngay cả sợi dây chói long nhã lâm cũng theo đó mà đứt lìa đoàn đao cuộn tròn quay với tốc độ kỳ lạ mà quay trở lại với lê văn vân lê văn vân nắm lấy thanh đao nhìn long nhã lâm hỏi tự bảo vệ mình không thành vấn đề chứ vẻ mặt của long nhã lâm ngây dại nhưng vẫn gật đầu cùng lúc đó ba người phùng vĩ liếu vân sơn và hầu diệu trần áp sát lê văn vân lê văn vân khẽ cười xoay xoay cổ tay rồi thản nhiên nói đã ba năm rồi ba năm qua tôi chưa dùng đến đao mấy người là người đầu tiên nên chắc là cảm thấy vinh hạnh lắm nhỉ lê văn vân nói xong liền tiến lên một bước một luồng khí thế đáng sợ lưu chuyển khắp cơ thể nhìn thấy phùng vĩ đang lao đầu đến thì cổ tay liên tục xoay chuyển đinh 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 trong tích tắc đao phả không và cây côn nhị khúc trong tay phùng vĩ va chạm với nhau mấy lần đột nhiên phùng vĩ hét lên thảm thiết đoàn đạo của lê văn vân xẹt qua cổ tay ông ta kinh mạch bị đảo lộn cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt của phùng vĩ méo mó ông ta nắm chặt cổ tay quỳ dạp trên mặt đất cây đao nhanh quả a à. Siêu cấp, cậu ta là siêu cấp. Biểu cảm của Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn thay đổi dữ dội. Mấy người vẫn chưa đủ tư cách để cho tôi rút đao ra đâu." Lê Văn Vân khẽ cười, một tay đẩy phá không vào vỏ đạo, sau đó lao thẳng đến bên cạnh Liễu Vân Sơn và Hầu Diệu Trần. "Ầm, um, ầm, um, ầm." Um. Sau một pha chạm ngắn ngủi, Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn bị Lê Văn Vân đánh đến mức quỳ gối xuống đất, kêu la thảm thiết sự khác biệt giữa đỉnh cấp và siêu cấp giống như một trời một vực vậy. Cách đó không xa, những người khác nhìn thấy cảnh này thì ai nấy đều chấn động, Liễu Bạch và hai anh em phòng cảnh thiên chỉ cảm thấy ra đầu sắp nổ tung. Họ đã gài bẫy để dụ Lê Văn Vân đến đây, vốn tưởng ăn chắc Lê Văn Vân rồi, kết quả bọn họ không bao giờ ngờ được Lê Văn Vân lại là. Là người gác đêm, mà còn là người gác đêm có vũ khí cực mạnh nữa. Siêu cấp, nhìn thấy bố mình nằm trên mặt đất, gân tay đã bị chặt đứt thì phùng cảnh thiện quỳ phịch xuống trước mặt lê văn vân tha cho tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi phùng cảnh thiên nuốt nước, nước bọt nói chuyện xảy ra trước đây đều là lỗi của tôi mong anh có thể tha cho đừng nói nhảm lê văn vân lạnh lùng nói sau đó nhìn về phía long nhã lâm bọn họ trói cô đúng không với trình độ của cô hẳn là đủ để đối phó bọn họ rồi có thủ gì hãy báo đi lúc này long nhã lâm vẫn còn đang bị sốc mạnh quá, thật mạnh, đây là số không của người gác đêm ư, Long Nhã Lâm kinh ngạc nói. chương 485, tôi không dám ư. Hầu Diệu Trần hừ giọng rồi nói, Lê Văn Vân, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó, tôi ở Yên Kinh có mối quan hệ rất rộng. Tôi biết cậu là người gác đêm nhưng tất cả các gia đình giàu có ở Yên Kinh đều chịu ơn huệ của tôi, cho dù cậu là người gác đêm nhưng đắc tội với nhiều nhà giàu như vậy cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Lê Văn Vân nhướng mày nhìn ông ta, lúc này hầu rượu trần đã bị lê văn vân đánh cho mặt mũi bầm dập loạn trọn đứng dậy khỏi mặt đất thấy lê văn vân cau mày ông ta cho rằng lê văn vân cũng đã kiêng dè nên lại hừ giọng nói tiếp chỉ cần cậu thả tôi đi như vậy những chuyện trước đây coi như xóa bỏ sau này tôi cũng sẽ không tìm cậu gây rắc rối nữa lê văn vân sờ sờ mũi đi về phía ông ta cười phá lên hỏi ông cho rằng tôi sợ ông à nói xong anh đã thẳng vào hầu rượu trần hầu diệu trần bị đả nên toàn thân lăn quay hai vòng đập mạnh xuống đất ngất lịm đi trong sân còn có rất nhiều người khác nhưng lúc này cũng không có người nào dám tiến lên tất cả đều lặng lẽ đi về phía cửa ai rời khỏi chỗ người đó sẽ chết lê văn vân lạnh lùng nói sau đó anh lấy điện thoại ra lúc này phùng vĩ mới bình tĩnh lại ông ta nghiến răng nhìn lê văn vân nói lê văn vân cậu thật tàn nhẫn tay phải của ông ta đã bị đứt gân và đối với ông ta nó cũng tương đương với việc bị tàn phế tàn nhẫn lê văn vân hỏi ngược lại nếu hôm nay tôi không đánh lại mấy người thì liệu mấy người có tha cho tôi không vừa rồi ông còn nghĩ đến chuyện sẽ lẩn trốn tới thành phố tội ác nữa mà anh lấy điện thoại di động ra gọi cho đám người phạm nhược tuyết nói đã xong rồi gọi người gác đêm qua đây xử lý đi cậu muốn làm gì phùng vĩ nhìn lê văn vân hỏi rất đơn giản Lê Văn Vân nhìn Phùng Vĩ nhói, ông hãy vào nhà tù của người gác đêm, còn hai đứa con trai của ông. Nói rồi, anh nhìn về phía hai người bị Long Nhã Lâm đánh cách đó không xa, khóe miệng anh khẽ giật giật. chương 486 cả hai người đều dính đầy máu. Nhìn thấy ánh mắt của Lê Văn Vân đang chiếu tới. Toàn thân liếu bạch suy sụp. Phùng Vĩ thường xuyên tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm, đương nhiên, Phòng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ cũng tiếp xúc với những người ở thế giới ngầm nhưng mà Liễu Bạch hầu như không biết gì về thế giới ngầm. Bản thân cậu ta cũng là một kẻ cặn bã, ở Lâm Hải, dựa vào địa vị của Liễu Vân Sơn mà ăn chơi chắc táng. Cảnh tượng vừa rồi khiến cậu ta gần như ngã quỷ. Trong lòng cậu ta luôn tôn thờ ông nội như một vị thần, thế mà ông nội chỉ mới bị Lê Văn Vân tát một bà tai mà đã ngã lăn trên mặt đất không thể động đậy. Ông nội là đỉnh cấp đó, thế mà lại bị đánh bại chỉ trong một giây. Nhìn vào ánh mắt của Lê Văn Vân, nghĩ đến việc anh nói sẽ đưa phùng cảnh thiên và phùng tịnh vũ đến thành phố tội ác thì cậu ta thấy sợ hãi theo như lời nói của phùng vĩ thì thậm chí hai người con của ông ta đến đó còn khó sống huống chi là liễu bạch cậu ta ngồi phịch xuống đất đồng thời có mùi nước tiểu tỏa ra khắp sân cậu ta đã sợ đến mức vãi đái ra rồi đúng vậy bị dọa đến mức vãi cả đái ra quần lê lê văn vân tôi đã sai rồi đáng lẽ trước đây tôi không nên ra tay với anh trước đây tôi cũng không nên gây rối với anh. Cầu xin anh hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi chẳng biết gì cả. Giọng nói của Liễu Bạch run rẩy cầu xin. Liễu Vân Sơn cũng chú ý tới ánh mắt của Lê Văn Vân, ông ta cố gắng bỏ dậy, quỳ xuống và ôm lấy chân của Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, đừng đụng vào Liễu Bạch, cầu xin cậu đừng đụng vào Liễu Bạch, nó là hương hòa duy nhất của nhà họ Liễu chúng tôi, sự việc trước kia. Lê Văn Vân khoát tay nói, coi như ông có một đứa cháu gái tốt tôi sẽ không đưa cậu ta tới thành phố tội ác nhưng sẽ để cậu ta đến nhà tù của người gác đêm một liễu tinh ngữ không tỏ ra thù địch nhiều với lê văn vân trước đó trong bữa tiệc của ông cụ long cô ta còn nhắc nhở lê văn vân anh có thể coi như đó là một ân tình có thể thả bọn họ đi nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của anh nên nếu tha cho liễu vân sơn và liễu bạch thì anh có nguy cơ bị bại lộ cho nên dù thế nào cũng phải nhốt bọn họ ở trong nhà tù của người gác đêm mới được lúc này Long Nhã Lâm ở cách đó không xa đã dừng lại. Trên mặt đất, Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ đã bị cô ấy dùng tay không đánh cho bất tỉnh. Cả hai người đều dính đầy máu. chương 487, tàn nhẫn vậy à? Phó Vũ cười nhạt, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân rồi bĩu môi nói, con mẹ nó, mạng của cậu cũng lớn thật đấy. Ba năm trước cậu mất tích, rất nhiều người tưởng cậu đã chết rồi, ông đây còn khua chiêng gióng chống ẩm ý nửa ngày trời để ăn mừng nữa. Kết quả cậu lại không chết, con mẹ nó chứ đám phế vật này càng ngày càng ăn hại mà nhưng đường đường đã chết rồi lê văn vân lẩm bẩm phó vũ ngẩn người sau đó anh ta bước đến chỗ lê văn vân trầm mặc nói khi nào cậu muốn tìm đem báo thù thì hãy dẫn tôi theo cùng Xeo, mặc dù hai tiểu đội thường xuyên xung đột với nhau phó vũ và đường đường thường xuyên chiến đấu với nhau nhưng cả hai chính là nghiêu tầm nhưu mã tầm mã tình bạn riêng tư của hai người rất tốt xử lý những tên ngốc này thế nào đây Phó Vũ hỏi. Ba tên này, còn có tên nhóc đang sợ vãi đái đằng kia nữa, đưa tất cả vào nhà tù của người gác đêm nhốt lại. Lê Văn Vân nói, cũng dẫn tất cả những người còn lại về đi, còn hai người kia. Sau đó anh chỉ vào Phùng Tịnh Vũ và Phòng Cảnh Thiên nói, đưa đến thành phố tội ác. Hả, Phó Vũ Kinh ngạc nói, tàn nhẫn vậy à? Phùng Vĩ vội vàng nói, Lê Văn Vân, đừng làm như vậy, tôi cầu xin cậu hãy cho hai đứa nó một con đường sống đi trước đây là tôi không đúng tôi xin lỗi cậu tôi sẽ cho cậu tất cả những thứ mà tôi có cho cậu hết lê văn vân cũng lười để ý đến ông ta trong thế giới này khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá nhiệm vụ ban đầu của lê văn vân là phụ trách sự an toàn của vương giai kỳ và truy sát lâm thiếu hoa vốn dĩ anh không liên quan gì đến những người này nhưng từ sự khiêu khích ban đầu đến bầy kế hãm hại anh đều là do bọn họ ra tay trước anh nhìn Long Nhã Lâm và nói, người đẹp, tôi đưa cô về. Long Nhã Lâm nghe Lê Văn Vân nói vậy thì khuôn mặt hơi ửng đỏ, cô ấy đi tìm xung quanh, tìm thấy hai thanh đao và ôm chúng trên tay. Lê Văn Vân cũng nhặt phá không và vô danh lên. Số không, lúc này, phó vỗ ghé sát lại nói, bây giờ cậu chủ yếu làm nhiệm vụ trong thành phố, cũng không nguy hiểm gì lắm. Hai thanh đao này ở trong tay cậu thật lãng phí, hay là cậu cho tôi mượn dùng tạm được không, đao tốt phải được dùng đúng nơi đúng lúc. chương 488, cô đừng có hung hăng làm bừa. Long Nhã Lâm gần giọng nói, đúng vậy, tôi muốn có một điều kiện. Điều kiện gì, nếu muốn lấy thân báo đáp hay hiến dâng thân thể này nọ thì tôi rất sẵn sàng. Lê Văn Vân hắng giọng. Long Nhã Lâm mím môi nói, chỉ cần anh hứa với tôi thì buổi tối anh muốn làm gì tôi thì làm, tôi có thể không về nhà, có thể ở bên anh. Khi cô ấy nói những điều này thì khuôn mặt ửng hồng nhưng lại khá bình tĩnh. "Má ơi." Nhưng Lê Văn Vân lại không kiềm chế được nữa. Long Nhã Lâm này đúng thật là đạt tiêu chuẩn người mẫu, không, cho dù là người mẫu còn phải chào thua cô ấy, chiều cao và thân hình của cô ấy gần như hoàn hảo. "NCCD, hãy dẫn tôi gia nhập người gác đêm." Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân nghiêm túc nói, "Chỉ cần anh đưa tôi vào người gác đêm, anh muốn làm gì tôi thì làm." nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không giữ bí mật này cho anh tôi sẽ đi tìm những người mà anh từng quen biết và nói cho họ nghe toàn bộ bí mật này nghe vậy lê văn vân nhíu mày thật chặt rồi nói cô muốn gia nhập người gác đêm thì tìm người khác đi tôi không tìm được người gác đêm nào khác ông nội của tôi không cho ông ấy từng là người gác đêm đã nghỉ hưu lòng nhã lâm nói hơn nữa với thực lực và trình độ của tôi thì dư sức gia nhập người gác đêm rõ ràng Long Nhã Lâm không biết gì về chuyện ông Cụ Long là người phụ trách mạng lưới ngầm. Một, tôi không thể đồng ý với câu chuyện này được, Lê Văn Vân nói. Vậy tôi sẽ vạch Trần Anh, Long Nhã Lâm bĩu môi, nhìn Lê Văn Vân và nghiêm túc nói. Trên đường cao tốc, xe không ngừng tiến về phía trước. Lê Văn Vân không muốn để ý đến Long Nhã Lâm, thậm chí anh còn đang hơi tức giận nữa. Rõ ràng vừa rồi anh còn mạo hiểm tính mạng của mình cứu cô ấy, Thế mà cô ấy lại dùng thân phận của mình để uy hiếp anh. Đúng thật là quá đáng mà. Mặc dù anh có thể hiểu được tâm lý muốn báo thù cho cha mẹ cô ấy, nhưng trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy không thoải mái, thôi dứt khoát không thèm để ý luôn. Anh có chịu đồng ý hay không? Long Nhã Lâm ngồi bên ghế phó lái, nhìn Lê Văn Vân hỏi. Chương 489. Anh có biết thế nào là ga lăng không vậy? Gì? Long Nhã Lâm hoài nghi hỏi anh, anh có ý gì? tôi vốn chỉ đồng ý với ông long là sẽ cứu cô kết quả giờ cứu được cô rồi cô lại còn muốn lấy oán báo ơn tôi cũng chẳng phải ông nội cô không có trách nhiệm nuông chiều cô bây giờ cô cũng đã được cứu ra an toàn rồi không cần thiết phải đưa cô về yên kinh nữa lê văn vân nói long nhã lâm sững sờ cô trợn mắt hỏi lại đây là cao tốc đó anh bảo tôi về kiểu gì tự đi bộ về lê văn vân bĩu môi nói anh long nhã lâm cạn lời khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân nói, anh, anh có biết thế nào là ga lăng không vậy? Ga lăng cái rắm Lê Văn Vân mắng, tôi đã cứu cô rồi còn bị cô uy hiếp, thế mà cô còn muốn tôi ga lăng với cô ư? Xuống xe mau lên, tôi, Long nhã lâm ngơ người, cô không ngờ Lê Văn Vân lại đuổi cô ấy xuống xe thật. Cục tức của Long nhã lâm tựa như cũng ngồi xuống, cô ấy xuống xe, nghiến răng nói, xuống xe thì xuống xe. Anh bắt buộc phải đưa tôi vào người gác đêm, nếu không tôi nhất định sẽ vạch trần anh. Anh đưa điện thoại cho tôi, tự tôi gọi người đến đón. Nhưng vào lúc này, tiếng cửa kính xe kéo lên vang lên. Rùm. Ngay sau đó, tiếng dẫm chân ga vang lên, chiếc xe vọt đi ngay trước mắt Long Nhã Lâm. Long Nhã Lâm trợn mắt há miệng đứng nhìn như trời trồng. Cô ấy vốn nghĩ rằng Lê Văn Vân chỉ đang dọa cô ấy thôi. Thế mà Lê Văn Vân lại ném cô ấy trên đường cao tốc rồi tự lái xe về mất. Lê Văn Vân, anh là tên khốn kiếp. Long Nhã Lâm tức giận rậm chân bình bịch. Lúc này đã gần 12 giờ đêm rồi đó. Lê Văn Vân lái xe đi, khóe miệng vẫn còn nhếch lên. Suy nghĩ của Long Nhã Lâm, Lê Văn Vân có thể hiểu được, nhưng trong lòng anh thật sự khó chịu. Cô gái này vừa nhìn đã biết là thiếu va chạm xã hội, nghĩ là ai cũng phải xoay quanh chiều ý mình. Đương nhiên Lê Văn Vân làm như vậy cũng không yên tâm. Dù sao Long Nhã Lâm cũng là đỉnh cấp, mặc dù giờ còn cách nhà xa một chút, khoảng tầm 80 km nhưng chắc hẳn là cô ấy cũng có thể về được. chương 490, Lê Văn Vân đáng chết, tên Lê Văn Vân thổi tha. 12 giờ đêm thế này anh lại bỏ một cô gái lại một mình trên đường cao tốc, Lê Văn Vân, chắc trên đời chỉ có mỗi anh làm thế mất. Phạm Nhược Tuyết nói, nhưng cô gái đó đúng thật là không hiểu chuyện. Hoàng Thi Kỳ nói, cô ấy hình như cũng là đỉnh cấp rồi nhỉ, chắc là cũng không có chuyện gì được đâu. Vốn dĩ là thế mà, chỉ có lòng ưng đài chiều chuộng cô ta quá đà thôi." Lê Văn Vân nhếch khóe miệng nói, "Tôi đi tắm cái đã, mai còn phải đi làm nữa." Nói xong anh chạy vào nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Lý Tiểu U mới nhìn Phạm Nhược Tuyết nói, "Anh Lê Văn Vân thế này, chắc sau này ế nhân răng mất." Chứ còn phải nói, Phạm Nhược Tuyết bĩu môi nói. Hoàng thị kỳ cười hi hi nói, "Ế nhân răng càng tốt." Đến lúc đó nhớ có không kiếm được vợ thật thì cùng lắm tôi gả cho anh ấy. Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn cô ta một cái rồi cúi thấp đầu, không nói gì thêm. Trên đường cao tốc từ Tân Thành về Yên Kinh, có một chiếc xe chở hàng cỡ lớn, trên xe chất không ít hàng hóa, ở phần đuôi xe, nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ở đó có một thân hình mềm dẻo bám lên trên đuôi xe. Hai tay cô ấy níu lấy lan can xe chở hàng, cứ treo lủng lẳng như thế cuồng phong gào thét thổi cho mái tóc ngắn của cô ấy dựng hết cả lên. Chính là Long Nhã Lâm chứ còn ai nữa. Là một cao thủ đỉnh cấp mà lại phải bám theo xe trên đường cao tốc, đối với cô ấy mà nói cũng không tính là gì. Lê Văn Vân đáng chết, tên Lê Văn Vân thổi tha. Cô ấy bám vào đuôi xe, vừa đi vừa dùng chân đạp đạp xe hàng chửi mắng, anh lại dám vứt tôi lại trên đường cao tốc, một người phụ nữ xinh đẹp thân hình đẹp đẽ như tôi đây, mà anh lại dám bỏ tôi lại giữa đường cao tốc. Anh có phải là đàn ông không? Anh có còn là đàn ông không? Một, cuộc đời cô ấy có bao giờ bị đối xử như vậy đâu? Hơn nữa lúc này nhìn cô ấy còn cực kỳ chật vật. Chiếc xe chậm rãi đi vào trạm thu phí. Lúc này cô ấy mới nghiến răng nhảy ra khỏi xe, đi vòng qua trạm thu phí, hướng về phía yên kinh. Bởi vì cô ấy vẫn luôn dùng điện thoại quét mã trả tiền nên giờ không mang điện thoại, trong tay cũng không có tiền, cô ấy chỉ có thể đi bộ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 491 đúng vậy, là đề phòng. Lê Văn Vân tắm táp xong liền chạy ra nằm sofa. Mặc dù đã rất muộn rồi nhưng mấy cô gái vẫn chưa định đi ngủ nữa. Thực tế thì Phạm Nhược Tuyết là một người gác đêm, bọn họ đều là dân cú đêm, thường xuyên hành động vào ban đêm nên thường thì bọn họ ngủ rất muộn. Chỉ có điều bình thường cô luôn ở trong phòng mình nghiên cứu các kiểu y thuật nên rất ít ra ngoài. Thế nhưng dạo gần đây cô ở nhà nghỉ dưỡng, lại có mấy người bạn cùng túm tụi lại một chỗ nên mới bắt đầu mê xem phim gì gì đó. Không nói đến thân phận là người gác đêm thì thật ra bọn họ cũng không khác gì những cô gái bình thường, cũng thích cày phim, thích hóng các loại drama. Đương nhiên bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian để chú ý vào những chuyện đó. Họ thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, có đôi khi bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng thương, đối với người gác đêm thì chẳng khác gì được nghỉ phép. Lê Văn Vân cũng không quấy rầy bọn họ, anh đến nằm xuống sofa, sau đó yên lặng nhắm mắt lại. Phạm Nhược Tuyết suy nghĩ một chút rồi cô đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, bảo quay đầu ra đây. Làm gì thế? Lê Văn Vân giật mình hỏi. Bảo anh quay ra đây thì cứ quay ra đi, sao mà hỏi lắm thế không biết. Phạm Nhược Tuyết trừng mắt nói. Lê Văn Vân lấy hơi rồi mới quay đầu ra. Hết cách rồi, ra ngoài có làm cá mập sao thì làm, Lê Văn Vân muốn điên thì điên, muốn đại khai sát giới thì cứ làm nhưng lúc bị thương chỉ có thể nghe phạm nhược tuyết chữa trị lúc đối diện với phạm nhược tuyết anh vẫn luôn thấy sợ sợ đợi đến khi lê văn vân quay sang rồi phạm nhược tuyết mới hử lạnh một tiếng rồi dùng hai tay nâng đầu lê văn vân lên đặt trên đùi mình cảm giác mềm mại và một mùi hương nhàn nhạt truyền vào trong đầu lê văn vân trong thoáng chốc lê văn vân ngơ ngẩn không được nói chuyện nhắm mắt ngậm miệng vào ngủ đi phạm nhược tuyết nói lê văn vân im lặng nhắm mắt lại vào lúc này hai tay của phạm nhược tuyết đặt lên đầu lê văn vân bắt đầu nhẹ nhàng ấn xuống là một bác sĩ tay nghề massage của phạm nhược tuyết cũng tương đối chuẩn bài cô đoán là hôm nay lê văn vân đã trải qua một chuyện lớn như vậy nên muốn massage cho lê văn vân thả lỏng một lúc cảm giác thoải mái không ngừng truyền tới cũng không biết vì sao lê văn vân nhất thời buông xuống hết tất cả những đề phòng đúng vậy là đề phòng suốt khoảng thời gian này những thứ mà anh phải gánh vác không hề ít ba năm trước bị thương mất trí nhớ ở nhà họ nguyễn anh sống mà như bước trên lớp băng mỏng vì kiếm tiền mỗi ngày cơ thể của anh đều cực kỳ cực kỳ kiệt quệ để không bị hai mẹ con nguyễn vũ đồng chửi mắng ở trong căn nhà đó anh luôn phải cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ làm sai gì đó lại chọc giận bọn họ sau này trở lại rồi khôi phục ký ức anh lại phải gánh trên vai thù hận hơn nữa bởi vì quá nhiều nguyên nhân mà anh không thể trực tiếp đi báo thù. Mối thù đó giống như ngọn núi khổng lồ đè nặng lên lòng anh, khiến anh cực kỳ khó chịu. Mỗi ngày anh đều phải suy nghĩ về những nhiệm vụ được giao, có cực ít thời gian để tâm trạng của bản thân được thả lòng. chương 492, người phụ nữ này cũng quá đáng sợ rồi. Lê Văn Vân cười nói, chuyện về lĩnh vực này tôi cũng không rõ lắm, chuyện phù hợp chuyên môn của ai thì cứ để người đó phụ trách cô tự mình quyết định là được rồi được phó vân san nói nếu sau này ở công ty có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tôi nhé không cần ngại đâu lê văn vân gật đầu đáp không vấn đề gì vậy bây giờ tôi với lâm nhã đến công ty bên kia đây phó vân san vội vàng nói được anh cứ đi đi hai người lê văn vân và lâm nhã đi xuống lầu lê văn vân mới nói dù sao đến tối cũng phải trở về không bằng lái một chiếc xe đi thôi lái hai xe cũng hơi phiền phức Lâm Nhã ngoan ngoãn đồng ý nói, được đó. Vậy thì lên xe thôi. Lê Văn Vân mở cửa xe mình nói. Sau khi lên xe, Lê Văn Vân khởi động xe, vừa lái xe vừa hỏi Lâm Nhã, sao rồi, chuẩn bị cho phẫu thuật của gì đến đâu rồi. Lâm Nhã gật đầu nói, đã bàn bạc xong với bác sĩ rồi, sau khi tan tầm hôm qua tôi đã đưa mẹ đi kiểm tra toàn thân sau đó cũng đã hẹn trước lịch phẫu thuật, cuối tuần này tiến hành. Lê Văn Vân sửng sốt, sao lại chờ lâu thế? mẹ tôi không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi không muốn làm tôi phải nghỉ làm rồi sắp xếp cho cuộc phẫu thuật cũng cần chút thời gian bên phía bệnh viện cũng cần bàn bạc một chút nên mới đến tận đó lâm nhã nói đến đây mím môi rồi mới nói tiếp lê văn vân cuối tuần lúc mẹ tôi làm phẫu thuật anh có thể đến cùng tôi không được không vấn đề gì lê văn vân cười nói với cô bạn bè với nhau cả mà không cần câu nệ làm gì còn chuyện chuyển nhà thì sao dọn dẹp hết đồ đạc chưa ừ đã tìm một công ty dọn nhà rồi bây giờ cũng khá tiện lợi nói đến đây lâm nhã tiếp à đúng rồi tối hôm qua tôi mới biết được một chuyện à lê văn vân hỏi lại chuyện gì thế bố tôi biết tôi làm việc ở đây biết được tiền lương của tôi là do phó linh nói với ba tôi lâm nhã nói với sắc mặt không tốt lắm cô bạn thân kia của cô lê văn vân hỏi cô ta không biết ông ta đối xử với cô thế nào à cô ta có bệnh à? Ai ra, Lâm Nhã lại thở dài nói, tôi cũng không nghĩ tới cô ta sẽ nói ra. Tôi với cô ta gần như không có chuyện gì giấu nhau. Nhưng hôm qua tôi được Trần Thiên nói cho biết thật ra Phó Linh vẫn luôn không ưa tôi lắm. Mẹ nó, thế cũng kinh khủng quá. Cô ta không ưa cô mà còn làm bạn thân của cô. Lê Văn Vân vừa lái xe vừa nói, người phụ nữ này cũng quá đáng sợ rồi. Theo lời Trần Thiên nói thì Phó Linh ghen tị với tôi. Cô ta đố kỵ tôi xinh đẹp, thành tích lại tốt, rồi sau này đi làm công ty mà tôi làm việc cũng không tệ. Lần này tôi kiếm được khoản tiền đó, cô ta còn rẻ biểu sau lưng với Trần Thiên là chắc chắn tôi bám víu được tên đàn ông nào rồi. Lâm Nhã lại thở dài, tôi cũng không ngờ lại thành ra thế này. Lê Văn Vân cũng hiểu được đại khái. chương 493 quả thật xem như là tôi làm. Sau khi dừng xe xong, Lê Văn Vân đi theo Lâm Nhã cùng vào bên trong phòng làm việc. Tuy nói nơi này là phòng làm việc nhưng thực tế chính là toàn bộ phòng thiết kế của studio Vương Giai Kỳ, đa số các nhà thiết kế đều đang làm việc trong. Đó, sau khi tới cửa và bắt chuyện với Lâm Bình, hai người bèn đi vào bên trong công ty. Chuyện công việc đa phần vẫn do Lâm Nhã phụ trách, Lê Văn Vân đi tới phòng làm việc của Vương Giai Kỳ, thấy Vương Giai Kỳ đang ở bên kia xem một số văn kiện. Ồ, hôm nay sớm vậy à, vương giai kỳ thấy lê văn vân đi vào phòng làm việc bèn tươi cười chào hỏi cô cứ bận đi không cần quan tâm tới tôi lê văn vân vội vàng nói anh đi tới số pha và ngồi xuống vương giai kỳ gật đầu cô ấy đặt văn kiện trong tay xuống đi tới ngồi bên cạnh lê văn vân và nói anh có biết hôm qua người nhà họ phùng xảy ra chuyện không hử trong lòng lê văn vân khẽ động anh không ngờ vương giai kỳ đã biết vương giai kỳ nhìn lê văn vân nói anh đừng giả bộ nữa Trước đây người nhà họ Phùng có xảy ra mâu thuẫn với anh, kết quả là bị người gác đêm tóm ngay lập tức. Hình như hai anh em phòng cảnh thiên kia còn bị lưu đầy tới khu tội ác, có phải do anh làm không? Lê Văn Vân yên lặng, sau đó sờ sờ mũi nói, điều tôi rất ngạc nhiên là tin tức của cô lại nhanh nhẹ như vậy. Nói ra quả thật xem như là tôi làm. Ồ, quả nhiên tôi đoán không sai. Vương Giai Kỳ Đắc Y nói, chuyện này là hôm qua ông nội đã nói với tôi, cũng không biết ông ấy nghe được thông tin đâu, lẽ ra người nhà này nên bị bắt từ sớm rồi. Hiển nhiên Vương Giai Kỳ không biết tình tiết cụ thể, không biết rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì. Chuyện này có liên quan đến vấn đề danh dự của Long Nhã Lâm, Lê Văn Vân cũng không dám nhiều lời. Vương Giai Kỳ nhìn Lê Văn Vân nói, anh nói thật cho tôi biết, anh là số mấy người gác đêm. Lê Văn Vân cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm, dù sao cũng biết rõ Vương Giai Kỳ khá kín miệng, anh sờ sờ mũi nói, xem như là số không đi. Tới khi Lê Văn Vân dứt lời, Vương Giai Kỳ lập tức ngẩn ra. Một lúc lâu sau, cô ấy không nhịn được mà vỗ Lê Văn Vân một cái và nói, anh không muốn nói cho tôi thì thôi đi, làm gì mà phải khoác lác thế. Số không chính là vũ khí mạnh nhất của người gác đêm, nếu anh là người lợi hại nhất của người gác đêm thì anh đã sớm bị phái đến các nơi trên thế giới để chấp hành nhiệm vụ rồi. Sao mỗi ngày đều nhiều thời gian rảnh rỗi tới đây dạo chơi, Lâm Hải rồi lại chạy tới Yên Kinh. À, Lê Văn Vân sờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ, rất có lý. chương 494 không phải Long Nhã Lâm thì là ai? Được rồi, cô cho là số 10 đến số 15 thì chính là vậy đi. Lê Văn Vân nói, cô và Long Nhã Lâm hiểu rất rõ về người gác đêm à. Điều đó là đương nhiên. Vương Giai Kỳ nói, thật ra thế hệ trước của những gia tộc võ thuật ở Yên Kinh đều có quan hệ sâu xa với người gác đêm nhưng mọi người đa số đều biết người gác đêm sẽ chấp hành một số nhiệm vụ nguy hiểm sống ở thành phố lâu rồi rất an nhàn lại có tiền không ai nguyện ý đi mạo hiểm những người trẻ tuổi đều vậy nhưng tôi và chị nhã lâm không giống vậy chúng tôi rất muốn gia nhập người gác đêm nhưng gia đình tôi không cho ông nội long cũng không cho chị nhã lâm gia nhập vương giai kỳ thở dài một hơi và nói lê văn vân im lặng vậy mà hai cô gái này lại rất thú vị nhưng lê văn vân cũng có thể hiểu cách làm của trưởng bối nhà bọn họ không cần thiết bọn họ ở yên kinh có tiền có thể sống rất an nhàn cả đời không có nguy hiểm gì đến người gác đêm mạo hiểm làm gì chứ sau khi hai người hàn huyên một hồi vương dài kỳ mới chuyển đề tài và nói đúng rồi hình như tình hình của trần hy hôm qua cũng không được tốt lắm hả lê văn vân hỏi sao thế mẹ cô ấy và bên nhà họ lý ở mỹ một trận lần này bọn họ đến là muốn làm rõ ràng quan hệ với nhà họ lý thật ra tập đoàn hoàn vũ là do bố mẹ trần hy cùng nhau thành lập nên sau đó đoán chừng là muốn phân chia vương giai kỳ nói nhà họ lý không muốn chia cho mẹ của trần hy hơn nữa vì trần hy sửa lại tên sau đó hình như phía bên nhà họ lý muốn xóa tên cô ấy khỏi gia phả lê văn vân hơi nhíu mày ở yên kinh nhà họ lý là một gia tộc lớn giàu có dựa vào mức độ mà nói tài lực của bọn họ không hề kém so với bên ngân hàng Tân Hải. Nhưng điều khác biệt chính là, nhà họ Lý xuất thân là gia tộc võ thuật, hơn nữa ba đời trong gia tộc đều siêu phàm. Có thể nói bối cảnh khá là phong phú. Và bằng, sau đó mẹ của Trần Hy nhất định không chịu, bây giờ đều lên tòa rồi. Vương Giai Kỳ nói, dù sao thì mọi chuyện cũng khá rắc rối, Trần Hy lại là một cô gái, không quản gì được. Tôi định kêu cô ấy đừng quan tâm làm gì, nếu mẹ cô ấy không lấy được tài sản, sau này tôi nuôi cô ấy. Cha cha, Lê Văn Vân cười cười nhìn cô ấy nói, có tiền chính là có sức. Mạnh, hừ, Vương Giai Kỳ ném cho anh một cái liếc mắt và nói, người có thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải như anh đừng ở chỗ tôi giả bộ nữa. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động. Lê Văn Vân và Vương Giai Kỳ đều không nhịn được mà nhìn xuyên qua vách thủy tính của phòng làm việc ra ngoài, vừa nhìn bọn họ lập tức sững sờ. chương 495, em biết Lê Văn Vân là người gác đêm à? Lê Văn Vân hơi nhíu mày, anh liếc mắt nhìn Long Nhã Lâm một cái. Long Nhã Lâm hừ lạnh một tiếng và nói, hôm qua chị bị Phùng Vĩ lừa, bị trói lại, sau đó Lê Văn Vân đã cứu chị, hôm nay chị tới đây tìm anh ta, chính là muốn cảm ơn ngay trước mặt anh ta, sau đó định mời anh ta ăn một bữa cơm, tự mình cảm tạ một chút. Nghe đến đây, trong lòng Lê Văn Vân hơi lay động. Cách nói này của Long Nhã Lâm nghe như chuẩn bị trả thù vậy. Cô ấy cũng không trực tiếp nói với Vương Giai Kỳ Anh chính là người gác đêm số không này nọ. Điều này khiến Lê Văn Vân nhìn cô ấy với ánh mắt xem trọng, nếu cô ấy thật sự vì chuyện không gia nhập được người gác đêm mà kể hết mọi chuyện ra ngoài, sau này Lê Văn Vân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ qua lại nào với người phụ nữ này. Đương nhiên, những lời cô ấy nói ở đây, vương giai kỳ có thể đoán được ngày hôm qua xảy ra chuyện gì dựa vào thông tin mà cô ấy có được vương giai kỳ ngạc nhiên nói cho nên hôm qua phùng vĩ là bắt cóc chị sau đó lê văn vân cứu chị nên bọn phùng vĩ mới có thể bị người gác đêm đưa đi nói xong cô ấy cảm thấy giọng nói có hơi lớn sau đó vội vàng đóng cửa lại long nhã lâm nhướng mày nói em biết lê văn vân là người gác đêm à vương giai kỳ gật gật đầu nói ừ trước đây lúc ở lâm hải đã biết người gác đêm đều phải giữ bí mật, cho nên em không nói cho ai cả. Vậy sao em không kêu anh ta dẫn em gia nhập người gác đêm? Chẳng phải em vẫn luôn muốn đi sao? Long Nhã Lâm hỏi. Em muốn đi nhưng người nhà của em không cho em đi, em cũng không còn cách nào. Em cũng từ bỏ rồi. Vương Giai Kỳ nhún vai nói, thế còn chị? Long Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Văn Vân nói, người này không muốn dẫn chị vào trong đó, hơn nữa, hơn nữa hôm qua sau khi chị uy hiếp anh ta, anh ta lại trực tiếp vứt chị lại trên đường cao tốc. Vương Giai Kỳ nhìn về phía Lê Văn Vân, không nói lời nào. Đó là do cô quá tùy hứng, tôi vừa mới cứu cô mà cô lại lấy oán trả ơn. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Top chuyện hay nhất. Cự Long thức tỉnh đệ nhất kiếm thần lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý rể quý trời cho xà đại nhân Vương Phi bướng bỉnh là thần y nghịch tập, sủng nhanh còn kịp chàng rể quyền thế chiến lang ở rể tham gia Facebook group để đọc sớm nhất. Audio điện tử võ tấn bền chương 496, tôi là giám đốc hoạt động của công ty. Nghe đến đây, tâm trạng Lê Văn Vân trở nên hơi khó chịu, anh lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Tránh ra, anh đi tới trước mặt những người đó, một tay đẩy người ra, sau đó đứng trước mặt Lâm Nhã, nhíu mày hỏi chuyện gì thế này. Cậu là ai, cái người đang nổi giận kia chỉ vào Lê Văn Vân và hỏi. Ông ta là một người đàn ông trung niên, đeo kính dâm, cách ăn mặc hơi khoa trường. Ông là ai? Lê Văn Vân nhướng mày hỏi. Tôi là giám đốc hoạt động của công ty. Ông ta thản nhiên nói. Lê Văn Vân liếc nhìn bảng tên trên ngực ông ta, thấy trên tấm bảng tên có viết hai chữ, Ngô Đông. Lê Văn Vân nhàn nhạt, nhạt nói, tôi cũng là người phụ trách bên phía tập đoàn Trí Đạt. Nếu trong quá trình hợp tác có xảy ra vấn đề gì, hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện là được ông dẫn theo cả đám người vây quanh một cô gái chỉ trỏ làm cái gì cậu chính là người phụ trách khác à tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ từ khi hợp tác cùng các người tới giờ tôi chưa bao giờ gặp cậu cả ông ta hừ lạnh một tiếng lê văn vân nhíu mày tuy khoảng thời gian này anh vẫn luôn đến phòng làm việc nhưng đa số thời gian anh không quan tâm nhiều tới công việc chủ yếu vẫn là giao cho lâm nhã đi làm một là cho lâm nhã cơ hội toàn quyền phụ trách hay là anh không có năng lực trong phương diện này? chương 497 xem chúng tôi có bị hủy bỏ hợp tác không? Ông làm việc sai sót lại muốn đổ lên đầu tôi à? Thật xin lỗi, lỗi này tôi không không nhận, Lê Văn Vân thản nhiên nói. Ngô Đông cười nhạo một tiếng và nói, cậu muốn nhận hay không, hoặc là cứu vãn sự việc đi, hoặc là cút đi, cậu nghĩ công ty tôi muốn hợp tác với các cậu chắc. Cậu có tin bây giờ tôi đi tới trước mặt Tổng Giám Đốc Phương nói hai câu, hợp tác với các cậu lập tức sẽ bị hủy bỏ không lê văn vân vui vẻ anh nhìn ngô đông nói vậy ông đi nói đi xem chúng tôi có bị hủy bỏ hợp tác không không cần tôi đã tới rồi lúc này bên ngoài đám người vương giai kỳ nhàn nhạt mở miệng nói cô ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi lúc này sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm ngô đông nhìn vương giai kỳ vẻ mặt căng thẳng sau đó vội vàng nói tổng giám đốc vương Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi chứ. Hà cớ gì mà cô phải hợp tác với loại tập đoàn nhỏ như Trí Đạt chứ. Thứ chúng ta muốn hợp tác chính là một sân chơi lớn hơn, quy mô của bọn họ quá nhỏ, hơn nữa còn rất không chuyên nghiệp. Đây là sự tác trách trong công việc của ông, Vương Giai Kỳ nhàn nhạt nói. Ngô Đồng Hơi đổi sắc mặt và nói, Tổng Giám Đốc Vương, căn bản do tôi bận. Quá, tôi? Ông bận, mỗi ngày ông đều là người tan ca sớm nhất, ông nói với tôi là ông bận à? vương giai kỳ cười khẩy nhìn ông ta và nói nếu ông cảm thấy bận quá thì tự mình biến đi đổi một người không cảm thấy chức vị này bận rộn như thế tới đây là được ngô đông sửng sốt ông ta nhìn vương giai kỳ sau đó nói vương giai kỳ tôi cũng được coi là nhân vật lão làng trong cơ nghiệp của nhà họ vương từng phụ trách rất nhiều dự án cũng là người có công đối với nhà cô vì một chút đầu tư của bên tập đoàn trí đạt vì hai người phụ trách của tập đoàn đó mà cô muốn sa thải tôi ư cô điên rồi hả Vương Giai Kỳ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó nói với Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, thật ngại quá, anh đừng để bụng nhé. Ngô Đông thấy Vương Giai Kỳ còn chạy đến xin lỗi Lê Văn Vân, lại định xù lông lên. Đúng lúc đó, Lâm Bình bước tới, hỏi thăm, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Đông thấy Lâm Bình đi tới bèn vội vàng nói, Lâm Bình, ông thử đến đây nói vài lời đi, Tổng Giám Đốc Vương vì một tập đoàn trí đạt còn con mà muốn sa thải tôi. Ông nói xem, chương 498, muốn ăn gì? Vương Giai Kỳ không rời đi ngay mà cô ấy vẫn sắp xếp một số việc cụ thể để trừng phạt Ngô Đông. Còn Long Nhã Lâm lại đi bên cạnh Lê Văn Vân. Sau khi về phòng làm việc, cô ấy mở cửa phòng, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân, cất giọng trách mắng, đường đường là một người gác đêm số không mà lại chạy đến đây bắt nạt đám người bình thường. Nếu cô đã nghĩ là tôi bắt nạt ông ta thì tôi cũng thực sự hết cách. Ông ta còn sắp cưới lên đầu tôi luôn rồi đấy. Lê Văn Vân nhún vai nói, hơn nữa tôi cũng đâu có nói gì, tôi chỉ nói vấn đề của ông ta thôi mà. Long Nhã Lâm bĩu môi, nói, nhưng cũng đáng đời ông ta, trước đây Vương Giai Kỳ từng phàn nàn về ông ta với tôi, ông ta cứ cậy mình có kinh nghiệm nên hay lên mặt. Nói rồi, cô ấy bước tới ghế sofa, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Lê Văn Vân và hỏi, anh thật sự không muốn đưa tôi đến chỗ người gác đêm ư? Tôi đã... Đình cấp, tôi có thể trực tiếp đến đội của anh, đến lúc đó dừng, Lê Văn Vân xua tay, nói tôi không thể đồng ý với câu chuyện này được, hơn nữa, trong đội của tôi cũng có không ít đỉnh cấp, cô vào chỉ tổ kéo chân thôi. Long Nhã Lâm, anh đừng lừa tôi, tôi là đỉnh cấp đấy, theo những gì tôi được biết về người gác đêm thì đỉnh cấp trong người gác đêm không hề nhiều. Long Nhã Lâm lại lại nhảy, chỉ cần xuất hiện, đỉnh cấp sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các tiểu đội. Xin lỗi nhé, đội của tôi thật sự có rất nhiều. Lê Văn Vân nhún vai đáp, Đúng là như vậy, đến hiện tại, những thành viên còn sống sót của tiểu đội 11.762 đều là những đỉnh cấp, và ngay cả trong số những người gác đêm thì họ cũng được coi là những người giỏi nhất. chương 499, cậu chắc chắn chứ? Với cái danh đại tiểu thư nhà họ vương của em, họ dám để em phải xếp hàng ư. Long Nhã Lâm bĩu môi. Long Nhã Lâm lái xe, Lê Văn Vân ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước. Hửm, không lâu sau, lê văn vân mới phát hiện ra ở đằng sau có một chiếc xe cũng đi theo xe của bọn họ là xe của công ty mới đầu anh cũng không quá để tâm vì dù sao bây giờ cũng đang là buổi trưa mọi người cũng phải đi ăn cơm nhưng đi được một lúc lê văn vân lại phát hiện ra chiếc xe đó vẫn luôn đi theo bọn họ hơn nữa còn duy trì một khoảng cách tương đối xa phía trước dường như vương giai kỳ và long nhã lâm hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này mặc dù hai người họ đều có chút bản lĩnh nhưng đúng là bọn họ vẫn chưa học được cách phản trinh sát, không hiểu cũng là chuyện khá bình thường. Có người của Hồng Nguyệt ẩn trong công ty của hai người họ ư. Lê Văn Vân xoa mũi, lòng tự nhủ, nếu có thể thuận lợi giải quyết được Lâm Thiếu Hoa thì cũng tốt. Cùng lúc đó, một nhân viên thuộc công ty của Vương Giai Kỳ đang vừa lái đi theo sau bọn họ vừa gọi điện thoại. Alo, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói vang lên. Alo, đại ca, người này nói, Vương Giai Kỳ đã đi ra ngoài, Lâm Bình không đi cùng cô ta. Thật ư, ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy phấn khích, không đúng, kể từ lúc người gác đêm báo tin cho nhà họ Vương, Lâm Bình gần như không rời cô ta nửa bước, sao đột nhiên cô ta lại đi một mình. Có phải là có bấy gì đó không? Chắc là không đâu, nhân viên của Vương Giai Kỳ nói, bây giờ đi theo cô ta chỉ có thiên kim của ông Long nhà họ Long, tên là Long Nhã Lâm, khá có tiếng ở Yên Kinh, cũng là một đỉnh cấp. Ngoài ra còn có một người hợp tác với công ty của Vương Giai Kỳ, người đó hẳn là một người bình thường, là một nhân viên của tập đoàn Trí Đạt. Nhân viên bình thường ư, ở đầu dây bên kia, đối phương phấn khích nói tiếp, cậu chắc chắn chứ? Vâng ạ, nhân viên của Vương Giai Kỳ lặp lại câu trả lời. chương 500, hay là gọi họ ngồi ăn cùng chúng ta? Nhà hàng Tam Hợp là một trong những nhà hàng tốt nhất ở Yên Kinh. Hơn nữa giá cả ở đây cũng rất đắt đỏ, đắt hơn những nhà hàng bình thường rất nhiều lần, nhưng cũng không đắt bằng nhà hàng Vinh Hoa ở Lâm Hải. Đương nhiên là bạn muốn ăn gì cũng có hết. Ngoài ra, hương vị của các món ăn ở đây cũng rất được, những gia đình tầm trung vẫn có thể chi trả được nên việc kinh doanh của nhà hàng Tam Hợp rất ổn. Ông chủ của nhà hàng này cũng là một người kỳ lạ. Từ trước đến nay, ông ta không bao giờ nể mặt con cháu của các gia tộc quyền quý ở Yên Kinh, dù bạn là ai, bạn có bao nhiêu tiền đã đến chỗ tối ăn cơm thì bạn phải xếp hàng hơn nữa nhà hàng tam hợp cũng không có chế độ phân cấp khách hàng đã đến đây thì bạn có thể chọn tầng tùy thích không có phòng riêng chỉ có từng ô ghế tất nhiên là điều kiện vẫn rất tốt nghe vương giai kỳ giới thiệu về nhà hàng này cho mình lê văn vân cười vui vẻ nói nghe cô kể như vậy tôi cũng hơi muốn làm quen với ông chủ của nhà hàng này rồi đây đúng là một người không sợ cường quyền vương giai kỳ cười đáp ông chủ của bọn họ là đầu bếp nhưng rất ít người có cơ hội được gặp ông ta vậy mà cũng được hả lê văn vân kinh ngạc nói sắp đến rồi vương giai kỳ nói hương vị của các món ăn ở đây không hề thua kém nhà hàng vinh hoa đâu nhé hơn nữa nghe nói gần đây lại có một vị đầu bếp nổi tiếng đến là sự đệ của ông chủ nhà hàng này cũng là một trong những đầu bếp giỏi nhất trong nước trong lúc trò chuyện chiếc xe của ba người họ từ từ đậu ở một nơi khá hẻo lánh lê văn vân bước xuống xe anh giả bộ vươn vai một cái nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau điều khiến anh ngạc nhiên là chiếc xe vẫn luôn bám theo xe của bọn họ đúng là nó cũng theo đến đây nhưng dường như nó lại không có ý định dừng lại cứ thể đi ngang qua người lê văn vân vẻ mặt lê văn vân hơi thay đổi anh thầm nghĩ chẳng lẽ đó chỉ là người tiện đường đi cùng thôi là mình đã nghĩ nhiều rồi ư lê văn vân cau mày đương nhiên anh vẫn không buông lỏng cảnh giác cũng không bảo hai người Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ đừng tới, có khả năng là người kia đang diễn. Quả nhiên là chúng ta tới chậm mất rồi. Long Nhã Lâm cười khổ, ai à, ông chủ của nhà hàng tam hợp này cũng kỳ quái thật đấy, tại sao lại không cho đặt chỗ trước chứ? Lê Văn Vân nhìn về phía trước, anh phát hiện ra nhà hàng tam hợp này không giống so với những gì anh tưởng tượng cho lắm. Phía trước nhà hàng có một khoảng sân rất rộng, lúc này trong sân đã có rất nhiều người đang đứng chờ. Nhà hàng này làm ăn cũng tốt thật đấy." Lê Văn Vân xoa mũi nói. "Hết cách rồi, chúng ta đợi một lúc vậy, hy vọng là sẽ có người rời đi nhanh một chút." Long Nhã Lâm chạy đi lấy số, sau đó ngồi trên chiếc ghế ở khoảng sân và chờ đợi. Lúc này bên trong nhà hàng đang có rất nhiều tiếng trò chuyện của các thực khách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 500.